Chào mừng tất cả các con đã quay trở lại với khóa học Tiếng Việt lớp 5, bộ sách kết nối trí thức với cuộc sống trên olm.vn. Trước khi đến với bài học mới, cô trò chúng ta cùng thực hiện hoạt động mang tên khởi động. Với hoạt động khởi động này, các con hãy quan sát hình ảnh này và cho biết hình ảnh cho thấy đây là thể loại phim gì? À đúng rồi, đây chính là phim hoạt hình. Phim hoạt hình là một thể loại phim nhận được sự quan tâm và yêu thích của rất nhiều người đặc biệt là trẻ em đúng không nào mỗi bộ phim được sản xuất ra làm thế nào để mọi người biết và đến xem chúng ta hãy tìm hiểu điều đó qua bài đọc ngày hôm nay bài đọc mang tên phim hoạt hình chú ốc sên bay trước tiên các con cùng cô luyện đọc khi luyện đọc các con cần chú ý đọc đúng các từ ngữ chứa tiếng dễ phát âm sai ví dụ như thỏa sức trưởng thành quảng bá, vân vân. Chú ý ngắt giọng ở những câu dài, các con chú ý đọc với giọng diễn cảm, hào hứng, sôi nổi. Nhấn giọng ở những từ ngữ thể hiện cảm xúc, gây chú ý trong bài đọc, ví dụ như từ vút bay, trân trọng, đặc sắc, hấp dẫn, dí dỏm, vân vân. Bây giờ, chúng mình hãy lắng nghe cô đọc mẫu. Một chú ốc sên vút bay như tia chớp. Hãng phim hoạt hình Việt Nam trân trọng giới thiệu bộ phim hoạt hình đặc sắc Chú ốc sên bay, khởi chiếu từ ngày 28 tháng 5 năm 2022 tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia. Nội dung hấp dẫn, dí dỏm. Một chú ốc sen có khát vọng bay đi khắp nơi để khám phá thế giới, được một nhà khoa học trẻ gắn cho đôi cánh, chú thỏa sức bay và có rất nhiều trải nghiệm thú vị. Mỗi tập phim với độ dài 10 phút kể một câu chuyện nhỏ trong hành trình bay lượn, trưởng thành và đạt được ước mơ của ốc sen. Kỹ xảo hoạt hình hiện đại, công nghệ 3D vô cùng chân thực, bắt mắt, sống động, da vẽ đặc biệt ưu đãi. Để quảng bá phim hoạt hình Việt Nam, năm tập đầu của bộ phim sẽ được khởi chiếu với giá vé không đồng. Xin mời các khán giả đến dạp và cùng chú ốc sen bay khắp thế giới. Các con hãy bấm dừng video này lại một lát để luyện đọc bài đọc này nhé. Trong bài đọc này có một số từ ngữ chúng ta cần giải nghĩa. Kỹ xảo điện ảnh là kỹ thuật đặc biệt để xây dựng xử lý hình ảnh cho các bộ phim, Công nghệ 3D là công nghệ sử dụng phần mềm đồ họa vi tính làm cho hình ảnh trong phim trở nên sống động hơn, khiến cho người xem cảm thấy như đang được tham gia vào bộ phim. Để hình dung rõ hơn thế nào là công nghệ 3D, các con chú ý theo dõi bài giảng. Ở đây cô có hai nhân vật hoạt hình rất quen thuộc với tất cả chúng ta, đó là nhân vật chuột Mickey và nhân vật mèo máy Doraemon. Rõ ràng, nhân vật được tạo bằng kỹ xảo 3D có phần hấp dẫn và sinh động hơn đúng không nào? Để tìm hiểu nội dung của văn bản quảng cáo này, chúng mình sẽ đến với phần trả lời câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên Trong tờ quảng cáo, những thông tin dưới đây về bộ phim được giới thiệu như thế nào? Các con hãy lần lượt trả lời các câu hỏi tương tác sau đây để thấy được tên phim, thể loại phim, thời gian và địa điểm khởi chiếu được giới thiệu ra sao trong tờ quảng cáo nhé. À đúng rồi, tên phim thì được in đậm màu cam, rõ nét cỡ chữ thì to nhất. Đây chính là tên phim. Thứ hai về thể loại phim, thể loại phim thì được giới thiệu ngay phần đầu trước tên phim. Đó chính là thể loại hoạt hình. Và thứ ba, thời gian địa điểm khởi chiếu thì được in đậm ngay dưới tên phim. Đó là được khởi chiếu từ ngày 28 tháng 5 năm 2022, địa điểm là tại trung tâm chiếu phim quốc gia. Chúng ta đến với câu hỏi số 2. Tờ quảng cáo cho biết những gì về nội dung và kỹ xảo bộ phim. Trước tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu về nội dung mà tờ quảng cáo đã đem đến cho chúng ta. Các con hãy trả lời câu hỏi tương tác sau đây. Về nội dung, tờ quảng cáo cho biết nhân vật chính là một chú ốc sên và kể lại câu chuyện của chú. Đó là chú có khát vọng bay đi khắp nơi để khám phá thế giới, được một nhà khoa học trẻ gắn cho đôi cánh, chú đã thỏa sức bay và có rất nhiều trải nghiệm thú vị. Mỗi tập phim là một câu chuyện nhỏ trong hành trình bay lượn trưởng thành và đạt được ước mơ của chú ốc sên. Ngoài ra, tờ quảng cáo còn đưa ra nhận xét về nội dung của bộ phim đó là hấp dẫn và dí dỏm. Tờ quảng cáo đã cho biết gì về kỹ xảo bộ phim? À đúng rồi. Bộ phim sử dụng công nghệ 3D chân thực, bắt mắt, sống động. Câu hỏi số 3. Theo các con, những từ ngữ nào trong từ quảng cáo có tác dụng gây ấn tượng và thu hút khán giả? Cô có thể kể tới một số những từ ngữ như là vút bay như tia chớp, đặc sắc, hấp dẫn, xí giỏm, kỹ xảo hoạt hình hiện đại, giá vé đặc biệt ưu đãi. Trong đây thì có một từ ngữ đã sử dụng biện pháp tu từ so sánh, đó là từ ngữ nào? Đúng rồi, đó chính là cụm từ vụt bay như tia chớp. Việc sử dụng các biện pháp tu từ cũng như sử dụng những từ ngữ rất hấp dẫn đã có tác dụng gây ấn tượng và thu hút khán giả đến dạp để xem bộ phim này. Câu hỏi thứ tư, chúng ta hãy nhận xét về hình thức trình bày của tờ quảng cáo. Đây là một câu hỏi mở, tuy nhiên chúng ta phải bám sát vào hình thức trình bày của tờ quảng cáo. Các con có thể tham khảo một vài ý sau đây của cô, Các trình bày sắp xếp thông tin khoa học, hay là hình ảnh minh họa hấp dẫn quay trở lại với tờ quảng cáo chúng ta thấy rằng có các đề mục được in đậm màu xanh tách ra thành dòng riêng ở đây khán giả có thể dễ dàng biết được tờ quảng cáo muốn giới thiệu những điều gì về bộ phim trong tờ quảng cáo còn có một hình ảnh minh họa cũng rất thú vị và hấp dẫn đó chính là hình ảnh của một chú ốc sên bay dựa vào những gợi ý này của cô các con hãy thảo luận trao đổi với thầy cô và các bạn của mình từ những tìm hiểu vừa rồi, chúng ta có thể rút ra được nội dung chính gì đối với bài đọc này? Các con trả lời rất đúng, văn bản quảng cáo phim hoạt hình chú ốc sen bay giới thiệu cho mọi người biết được nội dung, kỹ xảo của bộ phim và đồng thời còn kích thích khán giả đến xem bộ phim này. Nếu có điều kiện và thời gian, các con cũng hãy tự mình khám phá bộ phim này nhé. Cô tin chắc rằng đây là một bộ phim rất thú vị và ý nghĩa các con thân mến bài đọc đến đây là kết thúc cô cảm ơn tất cả chúng mình vì đã quan tâm và theo dõi hẹn gặp lại các con trong những tiết học sau